Mark đoạn 1 câu số 14 Kai meta to paradose nai ton Ioanene. Elsan ho Jesus es ten Galilean. Gerukson to Ioangelion to teil. Dịch là và sau khi dân bị bắt giê -xu đến vào trong Galilee giảng dạy phúc âm của Đức Chúa Trời Bắt đầu bằng chữ cài Chúng ta có cái chữ cài à, là cái chữ mà 60% ở trong sách mát thường hay dùng Chữ cài này à, tiếp nối trong một cái câu chuyện và và rồi đến hay là à, kế đến chẳng hạn rồi cái chữ kế là chữ meta meta ở đây á đặc biệt là meta là một cái giới từ và cái giới từ này gọi là giới từ hai cách có nghĩa là khi meta đi với à, một cái à, danh từ mà nó ở thuộc cách á thì sẽ dịch là với nếu mà meta đi với đối cách á thì sẽ dịch là sau khi. À, trong câu số 13 thì chúng ta có en meta tonterion tức là dịch là ngài ở với các thú rừng à, meta tonterion tonterion cho chúng ta thấy đây là cái danh từ thuộc cách. Vì nó là danh từ thuộc cách cho nên chúng ta dịch là với. À, trong câu 14 này thì meta to paradotenai ton joanen ton joanen à là là đối cách. Vì vậy chúng ta thấy rằng nguyên cái cụm từ meta này đó thì nó có to paradotenai ton joanen là meta đi với lại đối cách và vì nó đi với đối cách chúng ta sẽ dịch là sau khi. Vậy thì cái cụm giới từ meta này Chúng ta phải để ý, xem thử coi là nó là thuộc cách hay là đối cách à, đi theo sau nó. Cái chữ kế mà chúng ta có là paradotenai. Paradotenai đến từ cái động từ gốc là paradidomi. À, có nghĩa là à, phó cho, à, trao cho, à, nộp. À, thì cái paradotenai chúng ta thấy có cái... À, tedaeda đây tedaeda này cho chúng ta biết rằng đây là nó là ở trong cái uh, uh, bất định hoặc là tương lai và trong trường hợp này thì nó là bất định a à, nai đây là cái đuôi của động từ vô thể paradothe nai là động từ vô, lối vô thể nhưng mà nó có cái mạo từ đi trước nó mà khi có mạo từ đi trước một cái uh, động từ lối vô thể thì cái động từ lỗi vô thể đó nó trở thành à, danh từ hóa. À, cho nên chúng ta có thể dịch là sau khi sự bị bắt à, bởi vì nó là bị động nè. T đây nè, t da, E ra cho chúng ta biết nó là nó là cái à, cái dạng bị động sau sự bị bắt của dân hay là chúng ta có thể hiểu là sau khi dân bị bắt. giê su Đức Chúa su Elsen đến cái chữ el này nó đến từ cái động từ erkomai và nếu mà mình để ý thì mình thấy rằng à, rõ ràng là cái à, cái thân từ nó không còn nữa nó bị đổi đi mất thì vì cái thân từ nó bị đổi cho nên đây là cái à, thì bất định à, bất định này gọi là bất định hai nó đổi thân từ và nó có cái à, cái bộ đuôi của tiếp diễn cho nên chúng ta có thay vì là cái đuôi là à, sa sát sen thì nó sẽ là on s n và n này đó on s n là đuôi của tiếp diễn ha thì nó là ngôi thứ ba số ít vì thế chúng ta có là el sen ngài hay là chúa giêsu đến chúa giêsu đến s là một cái cụm giới từ khác ở đây chúng ta có cụm giới từ e tên galilean là cụm giới từ và e là một cái giới từ mà nó đi nó đi với đối cách thôi vào trong galilei e cứ nhớ là e thì đi với cái uh, danh từ đối cách kerukson là một phân từ mà ở danh cách uh, số ít là cái gốc từ của nó đó là À, keruxo. uh, kerukson À, là một phân từ, phân từ trong tiếng Anh đó, thì chúng ta có thể gắn cái chữ in vô Thí dụ như là à, nếu động từ là giảng, à, giảng là preach, tiếng Anh là preach à, Thì cái phân từ thì mình thêm chữ in, tức là preaching à, Thì uh, uh, going cũng vậy, thế như go, mà phân từ nó sẽ là going à, Nói chuyện là talk chẳng hạn Thì phân từ nó sẽ là talking thì đó là trong tiếng Anh nó là in à, cái phân từ này nó ở trong dạng nó ở, nó nó ở trong uh, danh cách số ít và cái danh cách số ít này nó liên hệ tới cái chủ ngữ là Chúa Giêsu Đức Chúa Giêsu đến ngài đến làm gì ngài đến giảng dạy cái phân từ này nó nó bổ sung cho cái động từ đến ngài đến giảng dạy và cái chủ ngữ nó cũng có cái chủ ngữ của cái động từ mà đã à, mà nó bổ sung. Thì cái động từ nó bổ sung là elsen, chủ ngữ là họ يسوع. Cho nên cái phân từ mà bổ sung cho cái động từ elsen cái chủ ngữ của nó cũng là họ يسوع. Cho nên Đức Chúa Giêsu đến, ngài đến làm gì? Ngài đến giảng. Rồi nó cũng đóng vai của một động từ nữa. Phân từ nó cũng đặc biệt, nó có thể là một cái à, Ờ, túc từ nó có thể là danh từ nó có thể là tính từ à, cho nên nó đóng nhiều vai thì vai thứ nhất của nó là nó bổ sung cho cái động từ elsen đức chúa giêsu giảng dạy ha rồi ngài đã giảng dạy thì trong cái vai trò động từ đó thì cái bổ ngữ của nó là leon ngài giảng dạy giảng dạy gì giảng dạy phúc âm à, đối cách là cái đối tượng hay là bổ ngữ trực tiếp của phân từ keruxo nhà giảng dạy phúc âm tu-tê-u của đức chúa trời là thuộc cách